Chuyện này thì ồ, đây, nó ra. Ủa, nó gì anh chế vậy ông? Cái này giống siêu hài chứ. Ba ngàn mang cá đổ trên lực ra lái luôn đúng không? Vọt 2m2 số một gì? Nhưng mà đuôi nhỏ, có chỗ ngồi phụ, vỏ thì nhỏ. Vọt 2m2 dài 3m, dài 3m rất đẹp. Phẳng lừ luôn, rất đẹp. Cầu 3 tấn, cầu này hình như là cầu 5 tấn hay 3 tấn đó hả Nhúc? Cầu 3 tấn hay 5 tấn? Cầu này hả? Cầu 3 tấn rưỡi. 3 tấn rưỡi. Đẹp không? Sửa là đẹp không? Đẹp chứ, quá đẹp luôn. Hình như rộng 2m2 phải không? 2m2 phải không? 2m. Rộng 2m à? Nó ngắn nên nhìn rộng nhỉ? Ngắn nhìn rộng. Công nhân con mắt mình cũng nhiều khi không ấy được các bác. Nhiều khi dài thì nó lại nhỏ lại, mà ngắn nó rộng ra. Đó. Cũng như cái mọt này các bác này. Đó. 2m mà nhìn rộng không? Đó. Ha. Đây các bác xem này, đúng không? 2m rộng không? Và mà như cái mấy trước em, cái mắt của em nhìn nó đêm nó dài nó quen rồi, hôm nay gặp cái ngắn, ngắn có 3m, cầu 3 tấn rưỡi, bánh đôi đấy, vỏ là đi 8/25/16 các bác nha, vỏ 8/25/16 đấy. Đây để em gặp chủ em quay cái giá. Cái này anh ra giá bao nhiêu đấy? Chủ bán đâu rồi giá à? Có bán à? Ý ông muốn đổi cái đầu của em anh? Đổi cái đầu không à? Đổi cái đầu không có trợ lực á? Đầu không có trợ lực á, cái đầu mà có cái mọt em mới sơn á. Mọt này kéo tôi có lái xe đâu, mấy ông cứ nghĩ tôi lái xe mấy cha. Mà ông đòi ông bù 28 triệu hả? Không được thôi, chạy chứ không có xin. 28 triệu thì sao chơi được cái đầu này? Cái đầu mà của cái mọt to đó. Ngoài á. Mọt 70 gì? Tôi đang cài cái rổ mạng, tại tôi chú ý tôi để nên tôi. Anh dở. Anh vợ anh đừng lấy cái này mà lấy cái kia anh ấy luôn. Hoài 7 triệu đó, tôi làm mới vừa xong cái cây này. Cái này bây giờ tính cả 2 triệu. Đây, tiện vậy bữa tôi làm, đừng làm cái lái 7 triệu mấy. Vậy hả? 7 triệu mấy đó là đổ từ. Không biết làm gì nè, cái miếng này tôi làm gì làm biết, tôi muốn để xe nè. Như vậy là Lê Tuấn chỉ review cho cả nhà chúng ta xem chơi. Cái xe này là 3.000 mang cá, rất đẹp. Đời T2 nhưng mà chủ nhà độ tay lái trợ lực này. Độ tay lái trợ lực các bác nhá. Đây này. Đó. Độ tay lái trợ lực. Đẩy lên gắn cái bơm vô cái nó chạy lên. Đẩy lên gắn cái bơm cái chạy lên. Độ tay lái trợ lực. Còn vỏ này thì 12 ấy thôi. Nhỏ. Không có được cái mọt đẹp. Được. Đúng rồi, lên vỏ nữa cái mà cho dài đây đẹp. Đúng rồi. Rồi vậy là đẹp rồi. Này kéo cái mọt này là vừa. Thế thôi. Này kéo mọt này vừa rồi. Đừng có lên làm gì nó cực lên không. Gì nữa. Thế thôi. Bo mà chủ nó bo. Nhưng mà cái số zin này cũng ngon. Ừ. Đúng không? Kéo. Bữa em nói với anh là em lỗ cái hộp thuốc của anh, nhờ nó bị cái gì nó sượng đâu đã làm đang lên cái tính kêu thợ về làm chưa làm. Tôi có đụng tới đâu, rồi tại cái này mấy ngày nay đổ má nó đổ cái vòng vòng biết.
thấy sắt bộ má tôi cắt cỡ này nè, tôi chủ yếu để tôi muốn làm sắt cỡ này sắt nó là dày rồi nha, nó ok rồi đó. Má thấy tôi làm chắc cố không má, muốn linh dung gì đó. Chưa vừa đăng ô tô luôn chứ đâu phải ô lăng cơ. Ngắt luôn, không có chơi đâu. Cái này ai sơn cho anh đây? Này hả? Ừ. Anh mua về người ta làm sẵn rồi. Ta làm sẵn chứ cô dụ mẹ sơn chi ông nội tôi đời nào tôi sơn chữ này. Ừ, ý là ai sơn cho anh em hỏi vậy thôi. Tôi với nhà tôi có cái đầu này. Nhưng mà nó sơn này bóng ghi nhỉ? Ờ mà cái này nó đi vào bóng. Vào bóng. Anh đi một lớp vào bóng. Cái đó là tôi không biết. Chỉ có anh đi lướt chào bóng chỉ có cái nói cho đúng nè, chỉ có cái này về tôi dán thôi. Tại vì rễ nó làm cái nghề này. Chứ còn đủ mày sơn tôi không có sơn công nghiệp, chỉ tôi có mới sơn này nè. À thằng này nó bên cách vị tính nha. Quảng cáo. Ờ anh sơn đó là khác màu rồi thấy không? Anh pha không đúng là khác màu rồi đó. Pha đâu mua sơn thịt vậy sơn đáy cái cây này mình đổ lại. À cái đó là sơn của cái ống bình ấy. Bình ống. Đâu cái đu chuột đó anh lấy cho em coi. Lấy đi. Ơi. 8 25 mét. Ok, và em cái xe này em tưởng bán cái cùng sang thì không bán, đang độ tay lái các thứ thì mong cả nhà thông cảm, và em xin dừng ở đây, xin hẹn các bác video sau, xin chân thành cảm ơn.